Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với phần 2/6 của bài 13. Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các cái từ mới còn lại của bài. Từ thứ 11 chúng ta có từ màn y. Màn y. Màn là mảng, âm tiếng Việt là mảng và ý. Thì từ mảng này cũng còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Ví dụ thỏa mãn chẳng hạn, mãn nguyện vẫn còn dùng. Và từ ý, ví dụ như trong ý kiến nè, vẫn còn nhiều dùng nhiều. Và từ này có cái nghĩa là hài lòng hoặc là vừa ý. Hài lòng hoặc là vừa ý với một cái điều gì đó. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Nǐ nán péng yǒu zuò shěnme gōngzuò? Nǐ nán péng yǒu zuò shěnme gōngzuò? Bạn trai của bạn làm công việc gì, tức là làm nghề gì? Zuò shěnme gōngzuò? Tā zài yī jiā rìběn gōngshī gōngzuò. Tā zài yī jiā rìběn gōngshī gōngzuò. Tā shì gōngchěngshī. Tā shì gōngchěngshī. Anh ấy làm việc ở một công ty Nhật Bản, anh ấy là kỹ sư. Yī jiā, yī jiā chúng ta có thể đổi thành yǐ ge. Yī jiā rìběn gōngshī thì ta có thể đổi là yǐ ge rìběn gōngshī cũng được. Tā zhǎng de zěnme yàng? Tha tràng tới zěnme yàng? Anh ấy trông thế nào? Tức là hỏi về cái vẻ bề ngoài. Tha cơ zi cao ta. Tha cơ zi cao ta. Vóc dáng anh ấy to cao. Cao ta. Tha rỉnh zěnme yàng? Tha rỉnh zěnme yàng? Còn con người anh ấy thế nào? Tức là hỏi về tính cách rồi các thứ. Tha ai xuế xí, xì hoan yun đông. Tha ai xuế xí, xì hoan yun đông. Như vậy là anh ấy ham học, ai sẽ sĩ hiếu học, ham học. Sĩ hoan yun tôn là thích thể thao. Nì dĩ tiên hình mạnh y ba. Nì dĩ tiên hình mạnh y ba. Chắc là bạn rất là hài lòng phải không? Bạn rất là vừa ý phải không? Sư à, đúng vậy. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Nì nán phấn yô, zò sẩm mà cung zò. Tha zài y jiā rìběn gōngshī gōngzuò. Tā shì gōngchěngshī. Tā zài yī jiā rìběn gōngshī gōngzuò. Tā shì gōngchěngshī. Tā zhǎng de zěnme yàng? Tā ge zì gāo dà. Tā rěn zěnme yàng? Tā ài xuě xí. Xǐ huān yùn dòng. Nǐ yí dìng hěn mǎn yī bā? Sì à. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 12 là từ lão. Từ lão này âm tiếng Việt là lão, vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Nó sẽ có vài cái nghĩa, ví dụ như là ông, một cái ông nào đó ha. Rồi nghĩa thứ hai là già, rồi nghĩa thứ ba là cũ. Chúng ta lần lượt xem các cái ví dụ bên dưới. Lão Trang, nǐ hái zài jiān zhù gōng shī gōng zuò ma? Lão Trang, nǐ hái zài jiān zhù gōng shī gōng zuò ma? Giữa người lớn tuổi với nhau mà thân với nhau thì người ta sẽ gọi là lão, đặt từ lão với đằng trước cái họ. Như vậy hai người lớn tuổi với nhau, người họ Trương thì người kia sẽ gọi là lão Trang, và người kia họ Lý thì sẽ gọi là lão Lị. Còn trong trường hợp mà khách sáo với nhau, sơ giao mới quen thì ta sẽ gọi là Trang Sen Sơn, Lì Sen Sơn thì sẽ lịch sự, sẽ trịnh trọng hơn. Lão Trang, nǐ hái zài jiān zhù gōng shī gōng zuò ma? Ông Trương à, ông vẫn còn làm việc ở công ty kiến trúc phải không? 我68岁了，老了，不工作了。 我68岁了，老了，不工作了。 Tôi đã 68 tuổi rồi, già rồi, không có làm việc nữa. 不工作了. Như vậy từ lão ở trên có nghĩa là ông Trương, còn từ lão ở dưới mang cái nghĩa thứ hai là già, là già. 这么早你去哪儿呀？ Trưa mới dạo đi chui nào ra? Trưa mới là thế này, sớm thế này, anh đi đâu vậy, ông đi đâu vậy? Trưa mới dạo đi chui nào ra? Wǒ qù gěn yī gè lǎo tóng shì hè kā fěi. Wǒ qù gěn yī gè lǎo tóng shì hè kā fěi. Tôi đi uống cà phê cùng với một đồng nghiệp cũ. Như vậy là từ lǎo ở trong cái từ lǎo xuất hiện lần thứ ba ở trong cái đoạn này thì có nghĩa là cũ, lǎo tóng shì là đồng nghiệp cũ. Zài jiàn.
再见。Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Lào Trang, nì hãy zài jian zhu gong shi gong zuo ma? Wo 68 suì le, lao le, bu gong zuo le. Zhe me zao ni qu na er ya? Wo qu gen yi ge lao tong shi he ka fei. Zai jian, zai jian. Kế tiếp nữa chúng ta tham khảo từ thứ 13 là nì er. Từ này chúng ta cũng gặp rồi. Nì er là con gái. Con gái của mình sinh ra là nì er. Âm ở Việt là nữ nhi cũng còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Nữ cũng còn mà nhi tách ra cũng còn. Nghĩa là con gái. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Nǐ nǔ er dà xuè bìyè le ma? Nǐ nǔ er dà xuè bìyè le ma? Con gái của anh đã tốt nghiệp đại học chưa? Tā bìyè liàng niàn le, yě you gōng zuò le. Tā bìyè liàng niàn le, yě you gōng zuò le. Nó đã tốt nghiệp 2 năm rồi và cũng có việc làm rồi. Tha zuò shěme gōng zuò? Tha zuò shěme gōng zuò? Thế nó làm nghề gì? Làm công việc gì? Tức là làm nghề gì? Tha shì zhōng xuè lǎo shī. Tha shì zhōng xuè lǎo shī. Nó là giáo viên trung học, giáo viên dạy ở trường trung học. Và chúng ta lưu ý là từ nữ ở sẽ bằng với một cái từ khác mà chúng ta học rồi, đó là nữ hải sơ hay là nữ hải cũng được. Và mở rộng thêm, ta có thêm một từ nữa, con trai của mình thì gọi là ở sơ, thì bằng với nản hải sơ. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Nǐ nǔ er dà xuè bìyè le ma? Tā bìyè liàng niàn le. Yě you gōng zuò le. Tā zuò shěme gōng zuò? Tā shì zhōng xuè lǎo shī. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 14 là phây chi. Phây là phi, chi là cơ. Hai âm hán Việt này vẫn còn dùng, tách ra cũng còn. Phi cơ là máy bay thôi, phi là bay. Ví dụ như là rỉn bủ khuỷ phây, người thì không biết bay. Còn cơ thì nằm trong từ động cơ, rồi các thứ cơ học thì chúng ta còn gặp rất nhiều. Nghĩa là máy bay. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Miễn thiên nǐ you khōng ma? Miễn thiên nǐ you khōng ma? Ngày mai bạn có rảnh không? Khōng là rảnh nhưng mà nó là danh từ. Như vậy có rảnh là you khōng, không có rảnh là mǐ you khōng. Miễn thiên nǐ you khōng ma? Ngày mai bạn có rảnh không? Mǐ you, miễn thiên wǒ yào qù hěi nèi. Mǐ you, miễn thiên wǒ yào qù hěi nèi. Không có, ngày mai tôi phải đi Hà Nội. Nǐ zuò huò chē qù ma? Nǐ zuò huò chē qù ma? Bạn ngồi xe lửa đi phải không? Tức là bạn đi bằng xe lửa phải không? Bù, wǒ zuò fēi jī qù. Bù, wǒ zuò fēi jī qù. Không, tôi ngồi máy bay đi, tức là tôi đi bằng máy bay. Đó là một đoạn. Và đoạn kế tiếp nữa. Nǐ xǐ huān zuò fēi jī hái shì xǐ huān zuò huò chē? Wǒ xǐ huān zuò fēi jī yīn wèi zuò fēi jī bǐ zuò huò chē huài. Nǐ xǐ huān zuò fēi jī hái shì xǐ huān zuò huò chē? Bạn thích ngồi máy bay hay là ngồi xe lửa? Tức là bạn thích đi máy bay hay là đi xe lửa? Wǒ xǐ huān zuò fēi jī, tôi thích đi máy bay. Yīn wèi zuò fēi jī bǐ zuò huò chē huài, bởi vì đi máy bay thì nhanh hơn đi xe lửa. Zuò fēi jī bǐ zuò huò chē huài. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Miễn thiên nǐ you khōng ma? Mǐ you, miễn thiên wǒ yào qù hěi nèi. Nǐ zuò huò chē qù ma? Bù, wǒ zuò fēi jī qù. Nǐ xǐ huān zuò fēi jī hái shì xǐ huān zuò huò chē? Wǒ xǐ huān zuò fēi jī yīn wèi zuò fēi jī bǐ zuò huò chē huài. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 15, đó là từ shàng. Shàng là âm hán Việt là thượng, có nghĩa là ở trên hoặc là đi lên gì đó. Nhưng mà cũng có người ta nói là khi mà nó là động từ đi lên thì nó phải là thướng, thướng sơn, lên núi chứ không phải thượng sơn. Thì tùy các bạn thôi. Nhưng mà phổ biến chúng ta vẫn gặp từ shàng này với âm hán Việt là thượng. Âm hán Việt này vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình.
với cái nghĩa một là lên, tức là động từ đi lên, hai là ở trên, ở trên. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Miễn thiên nì chí tiền sang phê chi. Miễn thiên nì chí tiền sang phê chi. Ngày mai mấy giờ bạn lên máy bay vậy? Miễn thiên nì chí tiền sang phê chi. Xia wǔ sān diǎn bàn. Xia wǔ sān diǎn bàn. 3 giờ rưỡi chiều. Vẫn nhắc lại về mặt thời gian thì chúng ta phải nêu cái đơn vị thời gian dài trước ngắn sau. Như vậy là buổi trước rồi mới đến giờ. Xia wǔ sān diǎn bàn. Kế tiếp đoạn nữa, ba bà, wǒ de yǎn jiàn bù jiàn lè. Ba bà, wǒ de yǎn jiàn bù jiàn lè. Bố ơi, cái kính của con đâu mất rồi. Cái kính của con đâu mất rồi. Bù jiàn là không thấy nữa, tức là mất tiêu rồi. Trô chữ sang, dù mỹ dụ à. Trô chữ sang, dù mỹ dụ à. Ở trên bàn, có không vậy? Trô chữ là bàn, trô chữ sang là trên bàn. Trô chữ sang, dù mỹ dụ à. Trên bàn có không? Mỹ dụ. Nín băng của trào ra họ má. Nín băng của trào ra họ má. Không có, bố tìm giúp con được không? Tức là bố giúp con tìm một chút được không? Nín băng của trào ra họ má. Wǒ zài xiù chē nè. Wǒ zài xiù chē nè. Bố đang sửa xe mà. Ní tèng yì xiā bà. Ní tèng yì xiā bà. Con chờ một chút đi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại. Mǐng tiān nǐ jǐ diǎn shàng fēi jī? Xiao wu san dian ban. Ba ba, wo de yan jing bu jian le. Zhuo zi shang you mei you a? Mei you. Nin bang wo zhao zhe hao ma? Wo zai xiu che ne. Ni deng yi xia ba. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 16, đó là từ tăng. Từ này có nhiều nghĩa. Thì từ tăng âm Hán Việt là đương hoặc là đang, võ đang nó cũng dùng từ này, đương hay đang đều được. Chúng ta sẽ tìm hiểu nó với cái nghĩa là làm một cái nghề nghiệp, chức vụ hay là vai vế gì đó đều được. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Xiao Hoàng, ní xì hoan tăng lào sư ma? Xiao Hoàng, ní xì hoan tăng lào sư ma? Bạn Hoàng à, bạn thích làm giáo viên không? Tăng lão sư, như vậy là làm một cái nghề nào đó. Tăng lão sư, làm bác sĩ là tăng tài phu, làm giám đốc là tăng chiến lý. Rồi chúng ta lưu ý như vậy. Xiao Hoàng, ní xì hoan tăng lão sư ma? Bù, wǒ xì hoan tăng tài phu. Wǒ xì hoan tăng tài phu. Không, tôi thích làm bác sĩ thôi. Wǒ shěn mě nè? Wǒ shěn mě nè? Tại sao vậy? Tăng lão sư mới có tiền à? Tăng lão sư mới có tiền à? Làm thầy thì không có tiền, tức là làm giáo viên không có nhiều tiền. Nǐ zhè ge rén tài xǐ huān qiān lè. Nǐ zhè ge rén tài xǐ huān qiān lè. Cái con người của bạn, nǐ zhè ge rén tài xǐ huān qiān lè, quá thích tiền, quá ham tiền rồi. Cái con người của bạn là quá ham tiền rồi. Qiān bù shì wàn néng. Qiān bù shì wàn néng. Tiền không phải là vạn năng. Quan là vạn, nẫn là năng, âm Hán Việt đó. Chén bù sư quan nẫn, tiền không phải là vạn năng. Tan sư mỹ dụ chén, quan quan bù nẫn. Tan sư mỹ dụ chén, quan quan bù nẫn. Nhưng mà không có tiền á, thì vạn vạn bất năng, tức là hàng vạn những cái việc cũng đều không thể làm được. Quan quan bù nẫn. Chúng ta mở rộng là tăng chiến lỵ là làm giám đốc, tăng xeo trạng làm hiệu trưởng, tăng ba bà làm bố. Như vậy là làm nghề nghiệp, chức vụ, vai vế, làm bố là vai vế. Đều được. Chúng ta cùng nhau đọc nha. Xiao Quảng, ní xì hoan tăng lão sư ma? Bù, wǒ xì hoan tăng tài phu. Wǒ shěn mě nè? Tăng lão sư mí yǒu qiān nè? Nǐ zhè ge rén tài xì hoan qiān lè. Qiān bù shì wàn néng, dān shì mí yǒu qiān, wàn wàn bù néng. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 16, khung trung xẻo chè. Khung trung là không trung, tức là cái bầu trời á, xẻo chè là tiểu thư. Và chúng ta dịch là nữ tiếp viên hàng không. Không trung tiểu thư. Rồi chúng ta xem các ví dụ bên dưới nè. Quảng lãn, ní chè chè, cho sầm mơ cung cho. Quảng lãn, ní chè chè, cho sầm mơ cung cho. Quảng lãn là chị của bạn làm nghề gì vậy, cho sầm mơ cung cho. 他在飞机上,
当空中小姐。她在飞机上当空中小姐。Chị ấy làm nữ tiếp viên hàng không trên máy bay. Trai phê chi sang là trên máy bay. Rồi mới tăng khung trung xẻo trẻ. Chúng ta lưu ý là trong tiếng Hoa thì luôn luôn phải nêu cái nơi chốn trước rồi mới nêu hành động sau. Và khung trung xẻo trẻ có thể nói tắt là khung trẻ. Tha cung dô dĩ tiến hành mãn ba. Tha cung dô dĩ tiến hành mãn ba. Công việc của chị ấy nhất định là rất bận phải không? Hoặc là chắc chắn là bận lắm phải không? Bù, hòa khan, dịp của thai mãn. Bù, hòa khan dịp của thai mãn không? Tôi thấy thì cũng không bận lắm. Và chúng ta có từ mở rộng là nản khung sợn. Nản khung sợn thì là nam tiếp viên hàng không. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Quảng lãn, nǐ jiè jiè zuò shěnme gōngzuò? Tā zài fēijī shàng dāng khung zhōng xiǎo jiè. Tā gōngzuò yīdìng hěn māng bā? Bù, wǒ kàn yě bù tài mǎng. Kế tiếp nữa chúng ta có từ xiǎo jiè, nếu mình tách ra từ xiǎo jiè không thì là tiểu thư. Âm hán Việt là tiểu thư có nghĩa là cô hoặc là chị. Mình xưng hô với một cái người phụ nữ nào đó bên ngoài mà mình không quen biết, không biết tên cũng không biết họ thì gọi họ là xiǎo jiè. Ví dụ cô ơi cho hỏi bưu điện ở đâu? Xiǎo jiè, xin wēn yǒu jú zài nǎo? Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xiǎo jiè, xin wēn gōng shāng yǐn hǎng zài nǎo? Gōng shāng yǐn hǎng zài nǎo? Cô ơi xin hỏi ngân hàng công thương ở đâu? Gōng shāng yǐn hǎng, cung là cung rỉnh là công nhân, cung chó là công tác á, mà chữ sang là chữ thương, sang rỉnh là thương nhân. Bây giờ mình ghép vào cung sang là công thương, ngân hàng công thương ở đâu vậy? Chiu zài qiān biān shí zì lù hǒu, chiu zài qiān biān shí zì lù hǒu, ở cái ngã tư phía trước á, zài qiān biān de shí zì lù hǒu, nhưng ngay chỗ này chúng ta không cần tơ cũng được, ở ngã tư phía trước. Yuán ma, yuán ma xa không? Yuán là xa. Bù yuán không xa. Ta cài san công lì lù. Ta cài san công lì lù khoảng 3 cây số. Cung lì là cây số hoặc là km. Nhưng mà chúng ta chỉ về đường đi thì thường người Trung Quốc hay có thêm cái từ lù ở phía sau. San công lì lù, 3 cây số đường. Người ta hay nói như vậy. Tô xe niên. Rồi một đoạn nữa. Xin quên. Lì xéo dẻ, sư nì thống sư ma? Xin quên lì xéo trẻ sư nì thống sư ma? Khi mình biết cái họ của người ta thì mình đặt cái họ phía đằng trước từ xéo trẻ. Xin hỏi cô Lý hoặc là chị Lý là đồng nghiệp của anh phải không? Lì xéo trẻ sư nì thống sư ma? Sư à, 我们在同一个公司 工作. 我们在同一个公司 工作. Vâng, chúng tôi làm việc ở cùng một công ty. Thủng ý cơ cung sư là cùng một công ty. Thủng là chữ đồng có nghĩa là cùng. Đồng bào rồi đó. Thủng bao đó. Thủng xiáng đồng hương. Thủng xiển đồng hành. Rồi. Thủng trư là đồng chí. Thủng xuể là bạn học, đồng học. Thủng sư là đồng nghiệp. Từ đồng này chúng ta gặp rất nhiều. Và mình trai thủng ý cơ cung sư cung do. Chúng tôi làm việc ở cùng một công ty. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xéo chị, xin quên. Cung sang yến hãng zài nào? Chiu zài qiān biān shí zì lù hǒu. Yuán ma? Bù yuán. Da gài san gōng lǐ lù. Duō xiè nín. Qǐng wēn lǐ xiǎo jiè shì nǐ tóng shì ma? Shì à, wǒ men zài tóng yī gè gōng shì gōng zuò. Tiếp nữa chúng ta có từ thứ 19 là phủ u yuán. Âm Hán Việt là phục vụ viên, phủ u yuán. Thì phủ u không là động từ phục vụ hay là danh từ là sự phục vụ. Còn ở đây phủ u yuán là cái người làm công tác phục vụ, nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ. Nếu chúng ta tách cái từ phủ u ra không thì nó là động từ. Phủ u tờ hỉnh họ, phục vụ rất tốt. Phủ u tờ bú họ, phục vụ không tốt. Cái sự phục vụ của cái nhà hàng này không tốt. Trừ cơ phan tiên tờ phủ u bú họ. Rồi chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Ba bà, khung trung xiao jie shi fei ji shang de nữ phục vụ viên ma? Ba bà, khung trung xiao jie shi fei ji shang de nữ phục vụ viên ma? Bố ơi, khung trung xiao jie tức là không trung tiểu thư gì đó là nữ nhân viên phục vụ trên máy bay phải không?
是飞机上的女服务员吗？是啊，你问我干什么？是啊，你问我干什么？Đúng rồi, con hỏi bố để làm gì? Con hỏi bố để làm gì? 那飞机上的男服务员叫什么？那飞机上的男服务员叫什么？Thế thì nam phục vụ ở trên máy bay ấy, thì gọi là gì? Gọi là gì? 叫什么？gọi là gì? 叫男空乘，叫男空乘，也可以叫空哥，叫男空乘。也可以叫空哥，gọi là nán khung trưởng, hay là cũng có thể gọi là khung cơ, tức là cách nói khác của nam tiếp viên hàng không. 我知道了，谢谢您。我知道了，谢谢您。xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. 爸爸，空中小姐是飞机上的女服务员吗？是啊，你问我干什么？那飞机上的男服务员叫什么？叫男空乘，也可以叫空哥。我知道了，谢谢您。Và chúng ta xem mở rộng bên dưới, nãy có nhắc rồi nhưng mà cũng nhắc lại. Tức là nán khung trận thì bằng với khung cơ là nam tiếp viên hàng không. Và đến đây mình xin kết thúc phần 2/6 của bài 13. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào mọi người và hẹn gặp ở video clip kế tiếp.